Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Tiếp tục cái series đi tìm cái dòng sản phẩm TV màn hình kích thước là 65 inch giá rẻ chạy chương trình trong mùa Euro năm 2024. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người những dòng sản phẩm của các thương hiệu, ví dụ như là của Sony, Samsung, LG và TCL. Thì đây là bốn cái thương hiệu chủ đạo mà em chạy rất nhiều cái dòng sản phẩm TV khác nhau. Với các dòng sản phẩm TV 65 inch bây giờ giá thành vô cùng là rẻ luôn các bác nhé. Giá em xin nhắc lại là giá thành vô cùng là rẻ cho màn hình TV là 65 inch. 65 inch thì chúng ta mua được với giá tầm bao nhiêu ạ? Từ khoảng độ 9 triệu đồng trở lên là các bác sẽ sở hữu TV màn hình TV 65 inch. Với kích thước màn hình TV 65 inch thì cũng đã đủ để thỏa mãn cái nhu cầu giải trí của chúng ta xem phim, nghe nhạc cũng như là xem Euro năm 2024 rồi. Thì đi lần lượt từng model một, mọi người yêu mến sản phẩm nào có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị Ecomark nằm tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Ở website là ecomark.vn để đặt hàng. Số điện thoại là 0974178586 mọi người nhé. Đầu tiên thì trước mắt mọi người đây là dòng sản phẩm TV của thương hiệu TV của thương hiệu LG mà em đưa ra để chạy chương trình trong dịp Euro năm nay với màn hình nano cell là 65 nano 76. Sản phẩm này là một trong những dòng sản phẩm em bán cực kỳ là tốt. Vì sao? Vì nó là màn hình TV cao hơn màn hình TV LED 4K, có màn hình nano giúp cho mọi người có độ sắc nét cũng như là độ tương phản cao hơn, màu sắc của nó cũng sẽ hiển thị được trung thực hơn. Tất nhiên là nó không được cao cấp bằng những các dòng TV màn hình QLED hay là các dòng màn hình OLED, nhưng mà nó vẫn sẽ có đầy đủ những cái tính năng của một con TV LG, đó là điều khiển chuột Magic Remote hay là màn hình 4K, điều khiển giọng nói. Đấy, chúng ta có hệ điều hành webOS sử dụng rất là nhanh. Chân thì là chân hình chữ C quen thuộc. Thì đối với dòng này tần số quét của nó là 60, chip là chip A5. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp với bên em với giá thành chỉ có 12.990.000. Bên bao lắp đặt trọn gói trong bán kính là 20 km đầu tiên. Màn nano cell là 12.990 các bác nhé. Đây là màn hình nano cell cao cấp hơn. Rẻ hơn chúng ta có thể mua là 65UR811. Đấy, chỉ tầm giá 12.330 hoặc là 65UR7550, 65UQ8000. Thì đấy là những cái mốc mà nó rẻ hơn khá nhiều với tầm giá từ trên 11 một chút. Thì tuy nhiên thì bên em chạy chương trình sẽ chọn ra cho mọi người những dòng sản phẩm TV cao cấp, giá tiền nó hợp lý. Mọi người muốn mua rẻ hoặc mua cao cấp thì đều được mọi người nhá. Thì đây là con đầu tiên 65 nano 76. Hàng xuất xứ ở Indonesia. Hàng xuất xứ ở Indo. Công suất của nó sẽ là 200W mọi người nhá. Đây. Công suất 200W. Mọi người xem Euro năm nay thì qua màn hình nano cell rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có màn hình của thương hiệu bên trong này, màn hình thương hiệu của bên TCL. TCL thì cũng sẽ có màn hình TV giá rẻ, màn hình TV giá cao cấp đúng không ạ? Giá rẻ thì chúng ta sẽ lấy cho em những dòng như là 55P635, 55P638 hoặc là các dòng TV 55P745 là những dòng 65P745, 65P635 và 65P638 thì đây. Em kê mọi người nhá. Dưới là 65P635, bên này 65P745. Với cán mốc giá chỉ hơn 9 triệu thôi, mọi người sở hữu con TV 65 inch của thương hiệu TCL rồi. Với rẻ nhất là 65P635 hoặc là 65P638 là hai dòng sản phẩm TV phân khúc màn hình 65 inch đang có giá thành tốt. Trừ hết quà đi cho mọi người, giá vào đâu đấy khoảng độ chỉ tầm 9 triệu 6, 9 triệu 6 thôi mọi người nhé. 9 triệu 6 là mọi người sở hữu con TV là 65P635 hoặc 65P638. Với kích thước màn hình 65 inch chạy hệ điều hành là Android trên nền tảng Google TV. Tần số quét thực là 60Hz. Màn chúng ta thì không được màn 4K. Không được màn QLED, nhưng mà chúng ta vẫn có chất lượng hình ảnh đẳng cấp với 4K. Đấy. Màn 4K, độ sắc nét có HDR10. Đó, nhìn chung là hình ảnh rất là đẹp luôn. Âm thanh có hỗ trợ của Dolby Atmos và tinh chỉnh những hình ảnh âm thanh tuyệt vời nhất mọi nhá. Hệ điều hành Android trên nền tảng Google TV với 7.000 ứng dụng khác nhau. Một trong những dòng sản phẩm TV giá rẻ, và nếu các bác yêu thích màn hình TV 65 inch, giá tiền hợp lý có thể lấy con này. Hoặc là mọi người có thể lấy cho em một con TV khác là 65P745. Với P745 thì mọi người sẽ có thêm điều khiển giọng nói rảnh tay. Còn đối với P638 hoặc P635 thì chúng ta chưa có rảnh tay. Tuy nhiên thì hiện tại bên em chạy chương trình, con P635 đang bán bằng đúng giá con con P745 đang bán bằng giá con P635 và P638 với tầm giá 9 triệu 6. Các bác sở hữu được một trong ba sản phẩm TV này. Mọi nhá. 9 triệu 6 là chúng ta sở hữu được con TV 65P745, 65P638 và 65P645.
với sản phẩm TV Smart 4K. Với dòng sản phẩm này thì với P đầu 7 thì chúng ta có hình ảnh nó đẹp hơn, đúng không ạ? Với giải màu rộng hơn nhưng giá tiền lại không đổi. Âm thanh Dolby Atmos và Dolby Vision giống như chúng ta xem rạp chiếu phim. Với đầu 7 thì chúng ta có nâng cấp hơn về âm thanh và hình ảnh một chút mọi nha. À, về phần thiết kế cũng la lá giống nhau. Vẫn là thiết kế tràn viền và tần số quét thực là 60Hz thôi. Còn nếu mà bên em chạy chương trình đó là dòng TV cao cấp, đó là TV 65C845 màn hình TV QLED mà được gọi là mini LED. Đấy, màn hình TV có độ sắc nét gọi là tuyệt đối cũng như là cao nhất của thương hiệu TCL ở đây. Màn hình 65C845 đang bán có 18.490.000. Đây là một trong những dòng màn hình mini LED rẻ nhất trên thị trường của tất cả các thương hiệu. Thì chưa có thương hiệu nào rẻ như thương hiệu của TCL cả. Với các bác nào yêu mến công nghệ hoặc là yêu mến những dòng sản phẩm TV cao cấp, muốn cho gia đình nhà mình trải nghiệm những thước phim cũng như là hình ảnh sắc LED cũng như là cao cấp hơn, LED hơn, sáng hơn, đẹp hơn và âm thanh trong trẻo hơn, chúng ta sẽ lấy 65C845 với tầm giá 18.490.000 mọi nhé. Ok, đấy là các dòng TV của TCL với màn hình TV 65 inch. Với TV của thương hiệu ở phía bên này, chúng ta sẽ sang thương hiệu của Samsung và của Sony mọi nhé. Samsung thì ở đợt trước em có giới thiệu cho người phân khúc TV màn hình 75 inch. Với kích thước 75 inch chúng ta đang xem đó là 75 AU7700. Thì đối với màn hình TV 65 inch cũng sẽ tương đồng như thế, mọi người sẽ lấy cho em là 65 BU8000 hoặc 65 AU7700. Đây là hai dòng sản phẩm TV mà có giá thành cũng rất chỉ là rẻ cho mọi người. Ví dụ 65 AU7700 là rẻ nhất. Hoặc lên 65 Q6 nhé. Q6 em đang chạy chương trình trên kia rồi. Với 65 AU7700 đang bán có hơn 10 triệu thôi. Bán cho các bác chỉ còn có 10.530.000. Trong 10 triệu 5 là mọi người sở hữu được 65 AU7700. Cũng cán cái mốc giá rất rẻ hơn 10 triệu một chút. Màn hình được 65 inch của Samsung. Đấy, hàng thương hiệu, độ sắc nét cao, hình ảnh đẹp và sáng. Đúng không? Vẫn có điều khiển giọng nói trên micro. Chúng ta có điều khiển trợ lý ảo Big Buy chúng ta hỗ trợ rồi trên AU7700. Thiết kế tràn 3 viền và tần số quét thực là 60Hz. Nói về công nghệ thì AU7700 nó vẫn là một con sản phẩm TV bán khá chỉ là tốt cho mọi người. Đấy, rất chỉ là tốt. Bởi vì giá sao giá? Với giá tiền chỉ có 10.530.000 thì đây là một cái mức giá quá rẻ cho một sản phẩm TV 65 inch của thương hiệu Samsung rồi. Nếu mà các bác muốn công nghệ cao hơn thì thấy cho em những dòng BU8000. Giá nó sẽ cao hơn con này khoảng độ mấy trăm nghìn, nó còn độ hơn 11 triệu đồng rồi nhá. Đấy, con này thì là hơn 10 triệu thì chúng ta có hơn 11 triệu là 11 triệu 9 là các bác sẽ sở hữu được con TV 65 BU8000. Hoặc là mọi người lấy cho em những dòng TV hẳn nên là QLED TV 65 Q60B mà em đang chạy chương trình ở đây. Đấy, đáng giá có 13.390.000 cho 65 Q60B. Thì chúng ta được là cái màn hình TV là QLED chấm lượng tử chứ không phải màn hình LED 4K giống như là các dòng AU7700 hay là các dòng BU8000. Với chỉ 13.390.000 có điều khiển sạc pin, màn hình chấm lượng tử xem đẹp và sáng hơn. Tần số quét vẫn sẽ là 60 và công nghệ chạy nét viền mọi nhá. Hình ảnh sẽ được tái tạo 100% giải màu, chân thực và đẹp nhất với 65 Q60B của thương hiệu Samsung. Và cái thương hiệu cuối cùng trong cái video này mà mọi người có thể mua sắm được ngoài ba thương hiệu nổi tiếng có mặt ở trên thị trường, đó là thương hiệu của Sony. Bốn cái thương hiệu mà chúng ta hay kề cập đến nhất đó là Sony, Samsung, LG và TCL. Thì ba thương hiệu đầu tiên thì em đã lên cho mọi người các model rồi. Thì ngày hôm nay sẽ là một trong những dòng TV 65 inch mà các bác có thể mua được trong cái thời gian gần đây. Giá tiền thì loanh quanh với tầm 65 inch của Samsung, của bên thương hiệu Sony ở đây. Sony thì với dòng sản phẩm TV Sony 2023 hoặc 2024 thì đã có mặt trên thị trường rồi. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại bây giờ các bác cũng vẫn sẽ lên mua những dòng 2023 hơn. Vì sao? Bởi vì giá tiền nó sẽ hợp lý và tốt hơn rất chi là nhiều. Với dòng sản phẩm TV 65X80L vẫn sẽ là một con hàng hot rồi nhé. Vì sao? Bởi vì nó là có tần số quét 120 và có thêm màn Full HD nữa. Thì nó không có kém gì các dòng sản phẩm TV cao cấp cả. Nó kém mỗi là không có chip XR trên các dòng X90 thôi. Tuy nhiên thì với X90 thì giá lại tương đối là cao rồi nhé. Giá của X90L hiện tại đang bán lên là 27.770.000. Thì mọi người có thể đổi sang cho em 65X85. Giá tiền đang vô cùng là hợp lý. Với cái mức giá đang cán vào khoảng độ tầm 20 triệu. Khoảng 20 triệu, 20 triệu 200 là mọi người sở hữu TV 65X85L của 2023.
Đấy, sản phẩm này với chip là chip X1 4K HDR. Âm thanh hình ảnh có đầy đủ, hiển thị được 100% giải màu, tái tạo được 1 tỷ màu sắc và âm thanh Dolby Atmos đầy đủ. Chúng ta có thêm màn Full HD là một trong những cái màn hình đẹp và sắc nét nhất từ trước đến nay của thương hiệu Sony. Nó chỉ kém chúng ta lên đến màn OLED thôi hoặc mini LED thôi. Còn đâu đó chúng ta vẫn sẽ sử dụng được. Hình ảnh thì chúng ta có màn hình 4K, hệ điều hành sẽ là Android trên nền tảng Google TV. Đây em sẽ lấy cho các bác cái điều khiển để em bật lên nhé. Hệ điều hành đây. Hệ điều hành của nó sẽ là Android trên nền tảng Google TV nhỉ. Đó. Một trong những hệ điều hành mà các bác hay sử dụng nhất trên thị trường của các thương hiệu. Ví dụ bây giờ khá nhiều thương hiệu sử dụng cái hệ điều hành như thế này. Ví dụ như TCL đầu tiên em giới thiệu nó cũng hay sử dụng hệ điều hành như thế này. Đấy, hay là các một số cái nền tảng thương hiệu khác đã đổi sang Android trên nền tảng Google TV rồi. Sử dụng rất nhanh và mượt. Điều khiển chúng ta có giọng nói rảnh tay trên con TV này. Đấy, có giọng nói rảnh tay một nhá. Và tất nhiên rồi, giọng nói trên điều khiển thì chắc chắn là khó rồi. Và rẻ hơn thì mọi người thôi lấy sang 65X80L đợt này với cái mức giá rơi vào đó hơn 14 triệu đồng. Xin mọi người trừ hết quà đi nhé. 65X80L xin mọi người trừ hết quà đi, nó sẽ rơi vào của nó 17 triệu. Đó nhá, nó 16 gần 17 triệu đồng cho sản phẩm TV là 65X80L. Đấy, còn nếu 85L thì nó sẽ cao hơn là tầm độ 20 triệu. Mọi người có thể lựa chọn một trong những mẫu này. Còn X90L thì nó vẫn là sản phẩm TV sản xuất năm 2023 và tiếp tục sẽ ra mắt bán thêm trong năm 2024 và không có bỏ model X90L rồi nhá. Thì khi mà các bác muốn mua X90L bên em vẫn sẽ có hàng cho mọi người. Đây ví dụ như X90L bên em đang kê phía bên này. Đây. X90L hiện tại đang cán mốc là 27.770.000. Đấy, X90L nó sẽ vượt trội hơn với chip XR màn Full HD nhưng mà khá là tương đồng so với con X85. Nhưng mà nếu mà các bác muốn sở hữu X90 thì hiện tại vẫn sang có hàng. Còn X85 thì trong một thời gian tới thì chắc chắn là bên hãng cũng sẽ clear model đi để mà sản xuất những model 2024. Do đó mà giá tiền của nó đang vô cùng là rẻ với tầm giá hơn 20 thôi. Đấy, thì đấy là những cái model mà em đang cập nhật giá trong cái chương trình Euro mà tháng 6 lần này với kỳ Euro năm 2024 màn hình 65 inch, giá tiền thì hợp lý. Mọi người liên hệ trực tiếp với bên em để đặt hàng một trong những dòng sản phẩm như thế này mọi người nhé. Ok, thì em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.